Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu AK-47 VIP mới. Khẩu này được tặng free toàn server và các bạn sẽ được test 3 ngày. Và tên của khẩu này thì mình không có rõ lắm. Mang lên chị Google Translate thì chị ấy dịch là hướng dẫn Peony. Mà mình không biết là cái bông hoa Peony nào nó lại màu đỏ. Anh em nào có gấu hay tặng hoa cho gấu thì có thể nhìn và comment lên clip của mình được không ạ? Vâng, mình thì một thanh niên FA lâu năm thì không có biết là đây là loài hoa gì. Rồi. À, khẩu này có một cái cận chiến rất là chất chơi. Cầm nguyên khẩu súng và tương vào mồm zombie. Rất là chất. Lát thì mình sẽ test cho các bạn xem. Rồi thì nhiên thấy hàng kìa. Rồi té. Đi thôi. Thằng tơ ở bên kia kìa. Rồi. Tuy nhiên đâm mặt vào mồm của anh tơ chim to. Và anh tơ anh ấy rất là nhanh tay. Hút ngay con hàng. Ây da. Anh để cơ khổ đi mở. Anh tân niên. Anh không có thấy gì hết cả. Rồi, khi mà Deadplay súng thì nó có một cái nhân vật nhảy lên nhảy xuống nói luôn rên ú ớ gì trong mồm thì mình không rõ là nó là tiếng gì. Tự nhiên làm gì đây? Súng chó à? Hay lên cơn? Trời ơi. Vâng. Từ từ. Bình tĩnh. Tính nào bắn yếu hay cận chiến thôi mà. Làm gì mà căng vậy? Trời ơi, muốn la liếm tí cũng không được. Rồi té, sợ bị lừa tình kìa, cay lắm, chắc chắn luôn. Kiểu gì bọn này cũng thề là hiếp chết mình đây. Ôi ba con à, ba con luôn à. Gắt, này thì trâu này, thích trâu bò không? Súng mình rất là mận, mạnh. Trâu bò gì cân tất à? Khẩu này sấy rất là dễ, cứ ghi tâm vào đầu thôi, đơn giản một đốt nhạc. Ở khẩu súng này cận chiến cũng rất là chất chơi nhưng mình chưa test được. Rất là xin lỗi các bạn tại vì phòng zombie nó hứng chó quá. Không thể lao xuống cận chiến được. Đây đây đây, đây, đây bình tĩnh. Con hàng để cận chiến của mình là đây. Nhấp nháy nào, ok nhấp nháy. Ôi giời, thằng tơ. Mày cút cút ra, bố mày thì hiện chân nào. Rồi đỡ tay. Cái tội hứng chó lao xuống này. Đâu rồi? Không hết rồi. Còn gì nữa đâu mà chơi. Đúng lúc hết đạn. Vâng, tại sao mình sẽ test nhá. Cái này không test được cái gì hết. Là VL. Đúng trận tiếp theo thì mình toàn làm do bài. Thế là mình phải qua vòng khác thôi. Không đủ nữa làm cái gì cho nó mệt người. À mình nó chơi xấu tính quá. Trận này mình sẽ cố gắng test cận chiến của em nó. Cận chiến cực kỳ là chất chơi. Nhưng nãy giờ chưa có đụng đến. Rồi. Cần tìm một con hàng. Và tương ngay cái khẩu súng này vào mặt nó. Bên này. Rồi anh em thẩm du kinh thế. Toàn đua gắt linh thôi. Chạy đâu con lợn này. Mình thấy có điều gì đó bất an. Đâu rồi? Zombie đâu hết cả rồi. Chạy đâu vậy? À, đây rồi, sao zombie ít thế? Vâng, cuối trận ngon đi. Úi rồi, mới than. Rồi, hai bà này. Không biết làm gì lên đấy, thẩm du. Một cây làm chẳng nên non. Hai cây chụm lại để tính làm hòn núi cao đây mà. Rồi, lên đây. Mình sẽ test cận chiến của em đó. Này thì cương thi. Cương thi, úi dồi ôi. Rồi. Làm gì mà căng. Làm gì mà căng. Hư cấu. Phải cận, khó nhất là một cận chiến mấy con cương thi ạ. Thực sự nó nhảy nhót khó hiểu. Đây rồi, úi dồi ôi. Bạn cương thi bạn ấy không biết mình ở đâu luôn ạ. Vẫn chú tâm nhìn vào cái con Venus phía trước. Chị Venus thì chị ấy chạy măng nhanh rồi. Đã thế cầm trên mình một khẩu súng rất là chất chơi. Đó chính là khẩu đua TMP. Một khẩu súng cực kỳ là bá đạo. Đang bật 3 viên lên thì không có con zombie nào có thể sống sót qua một loạt đạn. Làm gì đây? Bình tĩnh. Đừng đùa. Khẩu này tuy không phải là đua TMP, nhưng nó cũng là một cái khẩu súng mà không ai có thể đi vào cào được mình hết. Không thể bao giờ vượt qua một cái loạt đạn của em nó. Từ khi mà mắc trâu bò tiến hóa lên level 3 thì mình chịu.
Rồi, khẩu này bắn cũng khá là nhanh hết đạn, sấy không giật. Mình thích nhất là cái quả sấy không giật, cái này mang vào C4 vui này, đi bắn sấy các kiểu hay lắm. Mình sấy zombie thì hay thế thôi chứ thực sự vào C4 mình bắn không quen. Không được này, không được này, hết giờ. Đấy, cầm nguyên khẩu súng tướng ngay vào mồm, chất không ạ? Đấy, khẩu súng này là lần đầu tiên mình thấy cầm cái nguyên khẩu súng tương như thế. Nhưng mình cảm giác deadplay cũng khá là lâu, nhưng thế là được rồi, cơ bản là mình lag quá mình không dám cận chiến thôi. Mình thấy zombie cáo là xa, chúng ta không nên đú làm gì. Nhìn cái gì? Úi dồi, tập thò luôn, vai xoài. Đấy rồi, thì nhìn cầm đua TMP Venus. À, mày lượn. Kèm theo là Knuckle 2 VIP. Rồi, thì nhìn này rất là rào. Này thì rào, tao sợ mày quá cơ. Gì đây? Hứng chó à? Cận chiến này. Rồi, hứng chó này. Nghĩ gì? Nghĩ gì? Ôi mày vãi, tưởng cận chiến ạ. Hết cả hồn. Vẫn ăn được thằng ngon mà, ăn được thằng hay mà không ăn được thằng gà thì thôi. Em nghỉ game. Rồi, còn đúng hai thằng tầm du, ba thằng tầm du. Nhưng thằng kia không biết ở đâu, chỉ thấy được hai thằng. Ôi giời ơi, cái gì vậy? Tính lên cào cái bọn tin này. Rồi, thôi xong rồi. Ý, ngồi xuống. Rồi, làm gì đây? Làm gì đây? Cào dưới chân đam bằng cào lên đầu thôi, không khác con khỉ gì. Ok, zombie clear một đốt nhà. Thằng cái thằng đua TMP nó nhây thôi. Nhưng nó không nhây thì đơn giản đúng không ạ? Rồi nãy giờ vẫn chưa test được cận chiến nhiều anh em ạ. Thực sự nó toàn cái gì đâu không à? Hết zombie này. Cái qua phòng này nó vẫn làm zombie. Cái số phận làm zombie thực sự nó đeo đuổi dai dẳng miết anh em ạ. Khó chịu. Bằng AK này. Rồi bình tĩnh bình tĩnh. Úi dồi, dừng cái đúng lúc nó chết. Em thấy nó hư cấu ạ. Vãi thật. Thực sự mạng lag thì mình không kênh được cái lúc mà nó nhấp nháy. Rất là đen. Đấy, cứ đạn bắn xong thì nó bị deadplay. Những cái viên đạn còn lại nó găm vào người. Thế là thằng kia nó chết. Đấy rồi, bơi vào đây. Úi dồi ôi, đồng thế. Úi dồi, sau lưng kia, sau lưng. Té, cút cút ra. Đây rồi. Có bố mày có đua TMP cover. Tao sợ chúng mày quá cơ. Tao sợ chúng mày quá cơ. Úi dồi, thằng đua TMP nó ăn sạch. Yeah. Từ từ thôi. Chúng ta sẽ cover cho nhau. Sống sót ở đây. Không thể chết được. Không thể chết được. Ê, bình tĩnh. Bình tĩnh. Úi dồi ôi. Úi dồi lưng. Úi dồi lưng. Úi dồi. Nó qua kiểu gì nhanh vậy? Ôi thôi xong rồi, chơi chặn đầu thế này. Khốn nạn thế. Không còn đường nào để thoát đi em ạ. Thực sự không thể còn đường nào mà thoát. Mình lên thấy cái mặt đó mình lách ra. Rồi cuối cùng rớt xuống vẫn chết. Rồi bài mắt đỏ luôn. Cái thằng nào nó chuyên nhắn tin vào lúc mà người ta hay làm clip thế nhở? Giở người. Quá là khắm lọ. Thực sự cái này nó không khám mà cơ bản là cái phòng dạ mấy cái phòng này phòng 16 người nó rất là khó chơi, không phải phòng 10 người đâu. 10 người mình chơi quen rồi, qua phòng 16 người nó khác. Nhưng mà nhiều zombie nó vui. Bắn sấy các kiểu nó vui, cận chiến thì nó khó thôi chứ còn bắn mà kiếm kill thì nó đã lắm. Nhiều zombie. Bắn là phê, kiểu như trên PC vậy. Nhưng cơ bản là phòng 16 người máy mình nó hơi bị lag một tí. Nhưng không sao, vẫn trụ được. Chơi bình thường thì không sao nhưng bật clip lên quay thì nó cảm giác giật giật. Rất là khó chịu. Đôi lúc parkour ấy thì nó không được nhạy. Anh em hiểu không? Khi mà parkour với lại cận chiến thì nó không được nhạy. Cứ ấn nút deadplay xuống thì nó không chịu deadplay cho mình. Có khi ấn nút nhảy thì nó không chịu nhảy và mình sẽ tuột cổ xuống luôn. Thế đấy. Rất là khó chịu đôi lúc như thế. Gì đây? Đây rồi. Làm gì mà căng, sợ cào lại à. Đây, bơi vào đây. Sợ gì?
Mình cứ nhìn cái bông hoa này là bông hoa hồng hay thay vì là bông hoa peony, hoa mẫu đơn. Không hiểu tại sao. Con nhân vật thì rất là dị. Rồi cận chiến, cận chiến. Ôi giời ơi, sao lại thoát? Nó như có một con bò ấy. Ôi lỡ tay. Khó kênh gốc bán lắm anh em ạ. Thực sự mạng mà tốt tốt hơn một tí là mình chơi tất luôn ấy. Mình sẵn sàng đi cận chiến tất luôn ấy. Nhưng mạng mà nó cứ dở dở ương ương như thế này mà đạn không thể dừng lại đúng lúc nó chết rồi thì rất là khó. Đây rồi, ra giữa này chơi luôn. Anh em đâu? Bỏ hết vào đây. Úi dồi ôi, đấy anh em thấy không ạ? Mình dừng đúng lúc rồi, nhưng đúng lúc là nó chết. Ai xoài. Khó hiểu thật. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Úi dồi ôi, cận chiến lỗi rồi. Vãi nồi. Đúng lúc cái ngon thì không ăn được. Mày nghĩ gì? À, cương thi, bố láo. Bố láo, bố tuyết. Mày cương thi vậy. Ra gió này, gãy gãy. Gãy. Ôi dồi ôi, nhấp nháy. Rồi xong rồi. Cứ trừ hủy diệt với lại tơ ra thì con nào cũng dễ ăn rồi à. Lao vào bem hết thôi. Ăn tất và ăn cả đất xung quanh. Thế thôi. Ơ kìa, lượn đi đâu ấy. Rồi hết giờ. Ở trong mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thì thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye. Ở thằng TMP nó thoát đâu rồi nhỉ?